Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã ghé đến kênh Nanny Official của mình nha. Chuyện là mấy bữa trước thì mình và mẹ mình có đi dạo dạo ở trong cư xá Phú Lâm thì cũng không có biết ăn món gì, suy nghĩ tới, suy nghĩ lui thì quyết định ghé vô đây ăn bò lá lốt mỡ chài, vì hồi trước thì ăn ở đây thấy cũng tạm ổn. Nên bây giờ quay lại xem chất lượng như thế nào. Mình và mẹ có kêu hai phần bò lá lốt và một phần mỡ chài, thêm một lon nước Sting. Thì tổng bữa ăn này hết 143 cành. Nếu như mà nó chất lượng thì mình không nói, nhưng thật đáng tiếc. Hồi mấy năm trước mình ăn ở đây một phần chỉ có 20 mấy cành, sau nó lên 33 cành. Nhưng khi mà mình ăn thì thấy bò lá lốt cũng ngon, vẫn giữ được độ bò. Rồi sau này á, là đợt này nè các bạn, lâu lắm rồi á mình mới đi ăn lại thử coi mùi vị như thế nào. Thì thật là đáng buồn, mình cảm thấy mỡ chài á thì ăn ổn hơn, còn bò lá lốt thì ăn rất là dở luôn, phải nói là rất dở luôn. Kiểu cảm giác không có vị bò gì hết trơn á, mà ăn nó cứ sao sao á. Các bạn muốn biết thì cứ trải nghiệm đi. Thật sự mà nói là bỏ ra 40 mấy nghìn một phần á thì mình có thể ăn nhiều quán, nó ngon và nó chất lượng hơn. Mình đang ở quán bò lá lốt Trung Hiếu, địa chỉ D1A, cư xá Phú Lâm B, phường 13, quận 6. Đây là cảm nhận cá nhân riêng của hai mẹ con mình sau khi ăn và về bị đau bụng. Mọi người đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nè.